Một chiếc xe Hyundai i10 với lớp sơn màu đỏ đẹp bản tiêu chuẩn các bác nhé, đời 2015. Nhưng nếu các bác hỏi em rằng Hương ơi con này có chạy dịch vụ không, thì em xin thật thà trả lời nhé, là con này có chạy dịch vụ các bác ạ, có chạy dịch vụ. Nhưng vì sao em Hương vẫn bắt chiếc xe này để về cho các bác nhà mình đi Tết, đi gia đình chạy dịch vụ? Vì máy số của em nó quá là ngon luôn. Máy số ngon lên nhiều đồ chơi, và không đâm xô, không ngập nước. Chỉ đủ 3 tiêu chí như thế thôi là các bác đã xứng đáng là bỏ ra 215 triệu để mua em nó rồi. 215 triệu có Hyundai i10 2015 biển 34 Hải Dương, lên đèn pha bi cầu, có đèn gầm đầy đủ cho em rồi, xin nhan trên hông. Và bác chủ cũ đặc biệt còn thêm cho một bộ la răng thể thao cực kỳ chất luôn. Có chạy dịch vụ thì sao ạ? Vẫn là xe đẹp, không đâm xô, không ngập nước, máy số ngon. Đây các bác yên tâm nhé. Yên tâm về chất lượng của xe, em đã kiểm tra trước khi khâu đầu vào đầu tiên rồi. Bác nào thích xe nhỏ gọn i10 kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790, em lên Hương tư vấn hỗ trợ nhé. Đèn này là đèn pha bi cầu siêu sáng luôn, sáng gấp đôi đến gấp 3 lần xa đèn halogen sợi đốt này. Đèn gầm có nước sơn màu đỏ đẹp, xin nhan trên hông. Đây, một dàn bộ la răng là mới các bác này, la răng mới đẹp này, nốt náp còn khá là dày. Đăng ký đăng kiểm còn 1 năm nữa các bác ơi, 1 năm nữa lại yên tâm này. Ốp mạ chrome cao cấp, tay lắm cửa này, gạt chân kính này, đầy đủ cho em rồi. Dán phim cách nhiệt, chống ồn, chống nhìn trộm đầy đủ cho em luôn. Nội ngoại thất thật sự là quá là đẹp luôn. Vì sao? Vì các bác ơi, chứ em chỉ sợ các bác là mua phải xe dịch vụ mà người ta nói là xe gia đình. Còn em Hương nói luôn, nó là có chạy dịch vụ. Nhưng mà sao, chất lượng các bác cứ yên tâm mà em ạ, cứ yên tâm nhé. Tablo đẹp như thế này, màn hình lên rồi, trần da 6D sạch sẽ, ghế da cao cấp, cam hành trình, cam lùi, màn hình Android cảm ứng có đầy đủ cho em rồi. Ốc nhái đẹp, các bác nhìn đây, táp ni không một điểm trừ luôn. Keo chỉ zin cả 4 cánh cửa cho em này, các nốt cắt tròn vuông đét luôn, không dỉ sét, không mục mọt này. Từ những cái gioăng cửa cũng còn đẹp cho em nhé. Ốc nhái thì không hề có dấu hiệu vặn mở đây, sạch sẽ, gọn gàng, máy số ngon, không đâm xô, không ngập nước. Nên các bác yên tâm khi mà các bác mua xe nhé, yên tâm cho em ạ. Nội thất bên trong đây, sạch sẽ, gọn gàng, hàng ghế thứ hai với hàng ghế thứ nhất cách nhau khá là xa. Chạy gia đình, chạy dịch vụ đều ok. 100 km ăn hết có 5 lít xăng thôi, thì tội gì các bác phải đi xe máy ạ. Xe máy bây giờ ăn xăng gần như bằng ô tô rồi, mà giá thì cũng gần ngang ngửa với ô tô. Ngày hôm nay một chiếc xe Hyundai i10 nhập ấn nguyên chiếc bản tiêu chuẩn 2015, số sàn giá chỉ có 215 triệu thôi. Giá này em còn bao hồ sơ cho các bác nhà mình nhé. Biển 34 Hải Dương, cam lùi, cam hành trình, màn hình Android cảm ứng có đầy đủ cho em rồi. Nội ngoại thất đẹp, sạch sẽ, gọn gàng. Khoang hành lý của i10 cũng không hề quá nhỏ đâu các bác ơi, khá là rộng rãi luôn. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng tích nốt này, máng nước hai bên, tất cả bấm tinh tán còn nguyên. Chủ mã đầy đủ, cam kết không phạt nguội, không tranh chấp giấy tờ. Đấy là cái điều mà em cam kết tuyệt đối cho các bác nhà mình nhá, không đâm xô, không ngập nước. Còn hỏi là có chạy dịch vụ không, nhấn mạnh lần thứ 3, có chạy dịch vụ. Nhưng vẫn để cho các bác nhà mình với cái giá hợp lý này, yêu thương này, chất lượng cam kết luôn. Một phương châm làm việc nó rõ ràng, chuẩn chỉ các bác nhá, rõ ràng và chuẩn chỉ luôn. Ốp mạ chrome phía sau, tay lắm cửa, lẹp chân kính, tất cả ốp hết rồi, sạch sẽ, gọn gàng. Trần da 6D, thảm cao su lon sạch sẽ, dễ vệ sinh. Táp ly, táp lô đẹp, keo chỉ zin cho em ạ, keo chỉ zin. Gương kính liền đời, phim cách nhiệt chống ồn dán hết cho em luôn. Vô lăng đây, bác chủ là một người thích chơi hệ bling lấp lánh này. Vô lăng của Hyundai còn độ thêm những cái viên kim cương ở đây nhé. Vô lăng bên trong thì khá là đẹp luôn, bọc thêm một cái áo da bên ngoài. Cầm to tay, chắc tay mà không hề bị lọt tay đâu ạ. Bệ thì tay chống mỏi này, có cho em củ số phanh tay siêu đẹp luôn. Số sàn 2015, 215 triệu, ốc nhái đẹp, táp ni táp lô cũng đẹp luôn. Đó, thật sự là quá là xuất sắc luôn nhá. Nhập ấn nguyên chiếc các bác nhá, 2015 bản tiêu chuẩn. Bản tiêu chuẩn rất là bản thiếu đấy ạ. Chưa có phanh ABS, chưa có túi khí an toàn, nhưng được có đục đôi phanh đĩa này, một dàn nốt Michelin này, lên đèn pha bi cầu này, quá là sạch sẽ gọn gàng luôn. Máy số thì bác cứ yên tâm đi ạ, ngay từ khâu đầu vào em đã kiểm tra rất là kỹ rồi, nên các bác cứ yên tâm cho em nhé. Máy số đây, 3 máy ạ, 1.0 là 3 máy ạ. Bình ắc quy này, ốc cabo này, không hề bị vặn mở luôn, các cái lốt cắt, một đôi thụt cao su nhẹ nhàng còn nguyên cho em này. Keo chỉ zin toàn bộ các bác nhé, có chạy dịch vụ nhưng keo chỉ zin toàn bộ cho em ạ. Kính liền đời, lên full option rồi, 215 triệu, 1.0 nhập ấn nguyên chiếc.
Các bác nhà mình đang cần tìm một mẫu xe tầm tài chính trên 200 thì kết nối Zalo cho em ạ, không thể bỏ qua đâu. Lên pha bi cầu, lên la răng đúc, cam lùi, cam hành trình, màn hình Android. Kết nối qua Zalo cho em ạ, 0354602790. Em Lê Hương hỗ trợ tư vấn nhé. Bên em thì có rất là nhiều xe này. Có những cơ sở bên em rất là nhiều xe. 180-190 đầu xe trong tháng Tết này đang cần cắt xả lỗ thu hồi vốn đây. Bác nào quan tâm thì để lại một số điện thoại ạ. Cảm ơn các bác nhà mình quan tâm và ủng hộ. Hẹn các bác nhà mình 11:30 các ngày có buổi báo giá trực tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.